Bộ phim Bảo Vật Thần Yên. Chế tác Triệu Nhuệ Quân. Sản xuất Triệu Nhuệ Dũng. Biên kịch Dương Quốc Phú. Đạo diễn Phùng Triết. Với sự tham gia của các diễn viên Dư Thiếu Quần trong vai An Đạo Toàn, Lương Tinh Tinh trong vai Tấn Ngã, Trương Hiểu Thần trong vai Đóa Ân, Ngô Dạng trong vai Nhạc Tư Nhị, Trịnh Tắc Sĩ trong vai Thái Kinh, Trương Gia Xuyên trong vai Thành Đông Kiều, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.